Đạp gió 2023, Chipu tung vũ khí đặc biệt trước chung kết, ekip ở Việt Nam hé lộ hậu trường gây xót xa. Sau một năm 2022 nhiều trắc trở, Chipu đang có sự trở lại ấn tượng tại đạp gió 2023. Gương mặt xinh đẹp, khả năng vũ đạo thuần thục và phong cách thời trang nổi bật giúp cho Chipu nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Ngoài những yếu tố trên, Chipu còn mang đến vũ khí đặc biệt mà ít ai để ý. Cụ thể, trong chương trình đạp gió 2023, Chipu rất chuộng túi hộp cùng crop top. Cả hai món đều nhấn mạnh vào vòng eo nhỏ xíu phẳng lì cùng đường cong chữ S của cô, khiến ai cũng phải tò mò không biết eo Chipu nhỏ tới mức nào. Bình thường vòng eo Chipu xê xích ở khoảng 56-58cm, nhưng cách đây khoảng 2 năm Chipu bị sụt cân do công việc bận rộn ăn uống thất thường, nên vòng eo tụt xuống mốc 54, thuộc hàng nhỏ nhất trong số các sao nữ V-Beat. Thời kỳ này, hàng loạt sao nữ lao vào cuộc đua eo ai nhỏ nhất và số lượng mỹ nhân khoe số đo dưới 60cm ngày càng tăng. Hiện giờ chắc hẳn Chipu đã không còn giữ được con số 54, nhưng vẫn nằm ở đầu năm. Chính vì thế mà Chipu rất chịu khó diện đồ khoe eo, và ngay cả trong những video do fan ghi lại, nữ diễn viên vẫn gầy choáng với cơ bụng phẳng lì. Cộng đồng mạng cho rằng thời kỳ sở hữu vòng eo nhỏ, không tưởng, Chipu có phần quá gầy, thiếu sức sống và vóc dáng hiện giờ của cô ổn hơn nhiều, mảnh mai cân đối. Quan trọng nhất là nữ ca sĩ vẫn đảm bảo đủ sức khỏe để theo lịch quay đạp gió 2023 và những bài tập luyện căng thẳng. Nhìn vào thực đơn của Chipu trong chương trình này, sẽ thấy cô ăn uống khá thoải mái, cũng chẳng ngại ăn đêm, nhưng vì tập luyện với cường độ cao suốt cả ngày, còn thực hiện nhiều động tác tốn sức, nên Chipu vẫn giữ được vóc dáng ổn định. Hiện tại, đạp gió 2023 đang bước vào giai đoạn nước rút, Chipu đang tập trung cho những vòng thi cuối để giành lấy cơ hội vào chung kết. Mới đây, Stanis Hoàng Cu, người góp phần tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo của Chipu tại cuộc thi, đã có những chia sẻ về nữ ca sĩ. Hoàng Cu cho biết anh đã dồn hết tâm lực để tạo nên một hình ảnh Chipu chuyển chu nhất, một hình ảnh gần gũi và giúp khán giả có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi mong muốn mang đến một hình ảnh Chipu chuyển chu, một hình ảnh gần gũi giúp khán giả có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một phong cách đẹp vừa vặn, hay còn gọi gu mọi nhà, hợp mắt với tất cả công chúng, một hình ảnh thiện cảm, trong đó có chút nữ tính và ngọt ngào, không quá xa xỉ, cũng không quá cá tính, anh tâm sự. Nhận xét về đàn em, Hoàng cũng thẳng thắn, Chipu là một nghệ sĩ sống rất thật với khán giả. Những tính cách gì, điểm tốt điểm xấu của cô ấy có lẽ đã đều được khán giả thấy hết. Sự hồn nhiên có, vô tư có, gan lì có, quyết tâm. Em ấy là người làm nhiều nói ít, luôn cố gắng cho khán giả thấy thành quả tốt nhất và thường im lặng giấu đi quá trình vất vả khó khăn. Những thứ mà khán giả ít có cơ hội thấy là sự chăm chỉ và quyết tâm 1000% công lực của Chipu. Cô ấy đã luôn âm thầm lao động và luyện tập.